Rồi xin chào mọi người nhé. Đó thì mình nhận được nhiều câu hỏi là có mở lớp dạy học hay không, hoặc là có kèm 11 hay không. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video chủ đề là tại sao mà mình không mở lớp dạy học nhé. Đó thì lúc đầu là mình làm cái kênh YouTube thì về là cái nhóm Zalo này nó cũng cho vui thôi. Tức là mình cũng không nghĩ một ngày nó phát triển mạnh lên như vậy đâu. Thì lúc đầu mình nghĩ làm chắc tối đa cũng khoảng 100 người, 200 người là cùng. Thì hiện tại là nhóm Zalo hỗ trợ trẻ của mình đã full, tức là cái nhóm hỗ trợ miễn phí đã full 1.000 người, và mình có mở thêm một cái nhóm Tele và là một cái nhóm Zalo mua bán thì cũng gần 300 người rồi. Đó thì đầu tiên thì mình không có lên án cái chuyện dạy học nhé. Và mình rất ủng hộ cái chuyện dạy học, tại vì nếu mà bạn bỏ công sức ra để bạn dạy một người nào đó thì bạn phải phải thu về một cái số số tiền tương xứng với cái công sức của bạn. Với lại nếu mà bạn đi học mà bạn có được một cái nghề thì nó quan trọng hơn cái chuyện nhiều khi nó còn làm nhiều tiền hơn cái chuyện bạn bỏ 4, 5 năm và 16 năm ra đi học đại học nữa. Thì cái nghề bạn bỏ tiền ra mà bạn học được một cái nghề thì rất là tốt. Đó thì mình sẽ đi qua lần lượt những cái lý do mà mình không có mở lớp dạy học nhé. Thì đầu tiên đó là mình không có muốn dính thị phi. Đó thì tức là nếu mà bạn dù bạn có sống tốt hay xấu gì thì nếu mà các bạn có liên quan tiền bạc tới người khác á thì các bạn dễ bị mất lòng và là dễ bị dính thị phi lắm. Tức là thầy nào rồi cũng bị người ta phốt thôi, mặc dù là có nhiều thầy vẫn tốt tốt bụng rồi dạy người ta vô nghề kiếm tiền được, nhưng mà sau khi mà họ kiếm được tiền thì họ vẫn quay lại họ phốt này phốt nọ, nên mình không có muốn liên quan tới cái chuyện dạy học và cái chuyện kiếm tiền từ cái việc dạy học nhé. Đó thì nói chung là có người thì thích mình, có người thì không thích mình, nhưng mà nếu mà mình cho người ta một cái cớ để phốt ra thì người ta sẽ có cái cớ người ta bịa chuyện ra, người ta phốt mình được. Đó thì nên nó là ví dụ như vừa lại nếu mà mình dạy học mà người ra người ta không có kiếm được tiền thì mình cũng không không có vui lắm. Đó, và cái lý do thứ hai là mình cảm giác kiến thức của mình nó không có đủ để mở lớp dạy học. Mình kiến thức chỉ vừa phải thôi, tức là chỉ không nhiều khi không đủ để quản lý cái team của mình nữa. Tức là mình chỉ ví dụ như người mấy thầy khác có 10 điểm thì mình khởi khoảng 5 6 điểm, 6 7 điểm gì là cùng. Đó thì nói chung là kiến thức chỉ tạm tạm thôi. Nhưng mà thì nói chung mình biết cái gì thì mình chia sẻ lên kênh YouTube cũng được, và lại có nhiều thứ thì mình cũng không chia sẻ được thì mình không chia sẻ thôi. Đó, và lý do thứ ba là mình không đủ thời gian để hỗ trợ lâu dài. Thì tại vì nếu mà mình dạy học ra thì ví dụ sau này người ta cần hỏi gì thì mình cũng phải trả lời, chứ còn không thể nào mà mình chặn tin nhắn này nọ mình không trả lời được. Thì giống như là trên Zalo hiện tại là mình đang chặn tin nhắn từ người lạ, tức là mình sẽ không có trả lời những tin nhắn từ người lạ nhé. Đó, và cái tại vì tính mình là mình thích đi chơi, mình thích đi cắm trại này nọ thôi, chứ còn cái chuyện kiếm tiền mình không có đặt lên trên hàng đầu nha. Thì nói chung cũng cũng kiếm tiền, nhưng mà kiếm tiền nó ở dưới cái trải nghiệm cuộc sống của mình thích là cái chuyện đi chơi đi dạy này nọ hết đó. Thì và lý do thứ tư là thì mình sợ dạy không hiệu quả, tức là có thể là mình dạy ra người ta không có kiếm được tiền, và là người ta không có đủ kiến thức để làm kiếm tiền. Đó, rồi sợ nói chung là nếu mà dạy ra không hiệu quả thì lãng phí tiền bạc của mọi người thì mình cũng không thích lắm. Là do thứ năm á là mình có thể làm nhiều chuyện khác để kiếm tiền, không cần phải mở lớp dạy học. Đó thì mình có thể làm Ad, có thể kéo nhóm cho thuê, có thể kéo nhóm kéo bay bán, có thể làm web, có thể làm app, có thể làm YouTube, có thể làm TikTok. Nói chung mình có nhiều chuyện, có nhiều thứ để làm. Nói chung đa số MMO nếu mà mình muốn làm thì mình có khả năng mình làm được, tức là có thể là không có giỏi lắm thôi, nhưng mà cũng đủ khả năng để làm. Và lý do thứ sáu là mình làm YouTube để trải nghiệm cái cuộc sống của một người làm YouTube thôi, chứ không phải là để mở lớp dạy học. Thì lúc đầu mình đã suy nghĩ như vậy rồi thì nên mình không có mở lớp dạy học.
Và lý do thứ bảy là mình nếu mà mình làm cái kênh YouTube và nhóm free thì mình có thể giúp đỡ được cho nhiều người hơn so với cái chuyện mà mình mở lớp dạy học. Tại vì mở lớp có thể là dạy chục người, 20 người, hoặc là cùng lắm thì ví dụ như 30 người hoặc 100 người, 200 người thôi. Không thể nào mà mỗi ngày có được 1.000 người xem mà mấy trăm người xem được. Thì ví dụ như mình mở lớp dạy học thì mình sẽ ưu tiên bên dạy học hơn. Không thể nào mà quay những cái lớp miễn phí rồi up lên trên kênh được. Thì nên là mình thích cái làm hỗ trợ miễn phí hơn. Đó thì miễn phí tự do thì mình có thể được tự do, thích thì mình hỗ trợ, còn không thích thì thôi. Đó thì rồi mình chỉ tâm sự ngắn vậy thôi. Cảm ơn mọi người nhé.